bé Huy Mafia trận này phải lên tăng. Có một mình ông này tăng chưa đủ, hai người này tăng cho bọn này đánh chứ. Đây mình có sát thủ nè, mình thì mình tăng nè. Nói chung đây mình có hai sát thủ nè. Đây mình... ngon hơn. Tiếng là thằng này nó tăng lên thẳng phép luôn. Trời, thằng này bị mình đánh từ nhà về đến trường luôn. Trận này tướng nó trâu các bạn à, đánh cái là phê, ý là đánh mấy thằng tăng á, vả nó phê đó các bạn. Mình trâu, mình đánh nó thoải mái, mình đâu lên full dam đâu, đâu bốc hơi đâu. Thoải mái, đánh thoải mái các bạn. Kết nhiều lắm nha, kết của tôi đó. Ken cho một like nè, ken là tốt. Ken này cũng Ken cũng tốt hết, like cho mình một like.
Rồi đây nha mọi người, cảm ơn mọi người xem video.